một cái trường hợp nào mà cái tuyên ngôn hòa bình đó, nếu có sẽ giúp cho đất nước nó vô cùng, thì tôi lấy cái trường hợp của nước Nga. Thì tôi mới nói rằng đó, khi mà cái nước Nga nó thay đổi cái ban lãnh đạo của nó đó, khi mà ông Yeltsin ông từ chức thì ông Putin lên. Mà tại sao ông Putin ông lên đó? Cái lúc đầu thì mọi người đều đều được trông thấy là ông có vẻ như một người rất là cởi mở, một cái người rất là dân chủ. Và ông tuyên bố, để tôi đọc cho quý vị nghe là vài câu tuyên bố của ông khi ông mới vừa lên. Tôi thấy sao mà cái gì nó kỳ cục vậy, và tôi sẽ nói với quý vị tại sao cái tuyên ngôn hòa bình nó quan trọng. Ông ta tuyên bố gì vậy nè, quý vị có tưởng tượng không? Ông ta nói như thế này: j'étais convaincu que l'idée communiste n'était rien qu'une belle histoire, mais une belle histoire dangereuse, menant à une impasse non seulement idéologique, mais aussi économique. Tức là bây giờ tôi dịch ra, nếu tôi dịch sai thì để cho anh Nam dịch ra. Ông Putin ông nói gì nè, ông nói là cái chủ nghĩa cộng sản là một câu chuyện đẹp, nhưng cái câu chuyện đẹp nó rất là nguy hiểm, tại nó dẫn đến một cái gọi là bế tắc về chính trị cũng như về kinh tế. Đó là cái câu nói của ông Putin, chứ không phải là của tôi chỉ dịch ra thôi. Thành ra đó quý vị thấy đó, tại sao một cái người như vậy mà ông ta lại biến thành một tên đồ tể như chúng ta đã biết, là tại vì đó, theo quý vị là cái gì? Tôi để cho quý vị thử quý vị 2 phút quý vị suy nghĩ và tại sao nó xảy ra cái chuyện đó. Tại vì đó, nó không có một cái cuộc gọi là trao quyền, một cái cuộc chuyển quyền mà nó đúng theo cái thể thức dân chủ. Quý vị thấy không? Quý vị thấy là nó ông Yeltsin ông từ chức, ông thủ tướng của ông là ông Putin lên. Rồi đó, ông Putin nắm hết mọi quyền và ông ta tổ chức bầu cử tự do. Cái chữ tự do đó tôi đặt dưới dấu hỏi. Rồi ông trở thành đó là ông trở thành đó là tổng thống. Và đó xong xong khi ông làm tổng thống rồi đó, hết cái theo hiến pháp, hết nhiệm kỳ của ông đó, thì ông đẩy người bạn lên làm tổng thống và ông trở thành thủ tướng. Ông nói vậy và cứ tiếp tục luân chuyển như vậy. Tức là quý vị thấy rằng cái sự chuyển quyền này đó, là một cái trò chơi chính trị của những nhà độc tài. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta đọc đọc thêm nữa đó về cuộc đời của ông Putin, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà cố vấn ông Putin là một tên KGB thứ dữ, tức là boss của ông Putin. Cái anh chàng này là cái anh chàng đó mà ảnh chế ra những cái chuyện rất là hay. Thì chính vì lý do đó, cho nên quý vị mới mới có một cái ông bầu một cái ông mà khi nói đó, mới bắt đầu thì nghe nó rất là sướng cái lỗ tai, nhưng rút cuộc lại đó thì trời ơi đất hỡi. Thì cái đó tôi muốn nói gì, tôi muốn nói rằng trái với cái gì mà tôi mới vừa nói với quý vị trong cái trường hợp của nước Nga đó, những người cộng sản đó, họ đổi màu được và họ dùng một cái thế của họ đó, họ kéo dài cái cuộc nắm quyền của họ. Còn ở đây đó, theo cái tuyên ngôn hòa bình, nếu mà chúng ta áp dụng cái tuyên ngôn hòa bình, chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử hòa bình với sự giám sát của quốc tế. Ông nội cộng sản mà nó muốn đổi màu nó cũng rất là khó khăn. Nó có thể một vài người nó sẽ đổi màu và nó được bầu lên, nhưng mà nó không thể nào làm những cái cách như là ông Putin đã làm. Thành ra đó, quý vị có thấy cái sự ích lợi của cái tuyên ngôn hòa bình không? Còn ngoài ra đó, cái nước cái Việt Nam của chúng ta đó bị rất nhiều cái đe dọa cộng sản, rồi đe dọa Trung Cộng, rồi đe dọa những cái gọi là mà những cái thế lực nó đang giành nhau ở tại Biển Đông. Rồi đó nó lại bị đe dọa bởi những cái sự tranh giành giữa những cái gọi là cái thế lực ở tại trong nước, giật dây bởi ngoại bang. Thành ra là phải có một cái sơ đồ để chuyển quyền, phải có một cái lộ trình để mà đi tiến lên dân chủ. Cái khổ là gì, nếu chúng ta nhận xét cái này tôi nói mau nói gấp này là tôi xin lỗi nếu tôi có quên cái gì, quý vị dòm đó, quý vị đánh giá cái tình hình của các phe chống cộng ở trong nước cũng như ngoài nước, quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy đó, không có cái lộ trình. Họ nói rằng dân chủ quá chấm dứt, có hay không là chúng ta đồng ý không đồng ý, chúng ta phải công nhận rằng cái gọi là liên minh dân chủ họ có một cái lộ trình. Nhưng cái lộ trình đó cũng như anh em chúng ta đã có dịp nói chuyện nói về cái lộ trình đó, nhưng mà đó ít nhất họ có một cái lộ trình. Ngoài ra là tôi thấy những cái lộ trình kia đó tôi không hiểu họ đi đâu, họ chỉ nói những cái chuyện, nhất là những cái gọi là chính phủ mà gọi là tự phát, họ không có cái lộ trình nào hết. Họ nghĩa là theo họ đó, sau khi mà giành được chính quyền là họ là cái người sẽ là nắm chính quyền, và họ là cái người sẽ là nắm hết mọi chuyện, mà họ không có đủ người, họ không có tiền, họ không có gì hết. Thành ra tôi thấy là cái khổ nhất, cái khổ tâm của tôi nhất là những cái người mà gọi là chống cộng, họ không có một cái lộ trình, hay là cái lộ trình của họ đó chung chung họ nói gì, họ nói rằng á là trong nước đứng lên, ở ngoài này để vận động quốc tế hai bên giáp giáp lại thì nó sẽ lập được cộng sản. Đấy giờ mình cái chuyện chung chung họ nói là cái thuyết đó là chung chung thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà giờ hỏi vận động quốc tế vận động bằng cách nào? Tiền thì không có, người thì không có, vận động bằng cách nào, dựa trên cái gì để vận động? Thành ra đó cái tuyên ngôn hòa bình này đó, nó giúp cho chúng ta được một cái căn bản là căn bản pháp lý rồi đó. Cái người ở ngoài đó, đợi người trong nước nó bây giờ mấy anh muốn dân chủ anh đứng dậy đi, có phải là như vậy chúng ta lợi dụng máu của người trong nước để mà có thể vận động quốc tế không?
Có nhiều người nói cứ ra đi nó bắn rồi này kia rồi quốc tế phải đi tới. Có cách nào mà tiết kiệm xương máu của người dân hơn không? Đó là cái gì mà tôi muốn nêu lên những để cho quý vị thấy đó, cái ích lợi của cái tuyên ngôn hòa bình. Tôi đến đây tôi xin ngừng để nghe quý vị đóng góp thêm, rồi sau đó nếu có cần thì tôi sẽ trở lại. Dạ, cảm ơn.